Rồi, mời hai bạn ngồi. Hai bạn có run gì không? Hả? Có run không? Dạ, hơi căng thẳng. Hơi hả? Hơi căng thẳng hả? Đừng nữa căng. Quý vị cho chàng có tay để cho cô dâu bớt căng. Rồi bây giờ để cho bớt căng thẳng, nhường em là người đầu tiên giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thư Ngọc Huỳnh, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm kế toán. Em là Lâm Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, hiện nay là nhân viên. Quyền gặp Quỳnh khi nào, giờ Quỳnh gặp Quyền khi nào, khi nào mà Quỳnh với Quyền gặp nhau? Hai đứa tụi em thì gặp nhau năm 2008, tình cờ một đứa bạn của em, nó rủ em đi uống cà phê, nói là bạn gái của nó có một người rất là dễ thương, giới thiệu cho em. Thì lần đầu tiên gặp cô ấy thì dễ thương, vui vẻ. Ấn tượng ban đầu của em về anh này thì đẹp trai, cao to, nhìn cũng phong độ, nhìn rất là có duyên. Nhưng mà nhìn cái xe của ảnh thì giống như xe đua vậy, thì em cảm thấy là có ấn tượng xấu rồi, ghét. Rồi sao? Rồi đi chơi với nhau bao lâu thì cảm thấy là... Đi qua tới 2-3 tuần sau, tự nhiên cô ấy gọi nó Quyền ơi xuống chỗ Quỳnh đi chơi. Tự nhiên có người phụ nữ rủ mình đi chơi thì vui. Mà sao lúc đó Quỳnh lại gọi cho Quyền là chở đi chơi? Ban đầu gặp thì thấy cũng phong độ, thì thấy cũng thích thì gọi điện rủ đi chơi thôi, chứ chưa có ý định, chưa có tình cảm gì hết. Dạ. Đến khi nào có một chút xíu ý định? Cỡ một tuần sau tự nhiên thấy thích cô ấy, làm quen cô ấy luôn đi còn sao. Tuần nào em cũng xuống chở đi chơi, chở đi chơi tới một ngày nào đó thì tự nhiên cô nói chia tay. Cái gì vậy? Ủa, nhưng mà đã yêu nhau đó là bao lâu mà? Đúng không, cái đó là chưa có yêu, đó gọi là mới quen thôi. Xong nhưng mà em là thích cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy nói thôi còn đi học để từ từ tính. Đó cũng còn học lớp 11, em cũng muốn là tiếp tục công việc học cho nó xong, có công việc ổn định rồi mới tiếp tục quen. Nhưng mà cái đó cũng là một phần lý do thôi. Tại vì em thấy anh này... cô ấy nghe lời bạn của cô ấy nên bỏ em. Nhưng mà quen bao lâu thì xảy ra chuyện đó cưng? Dạ, thì quen khoảng 3 tháng thôi. Nói nghe nè, nói chia tay với Quyền á, rồi là Quỳnh thì có một cái ý định gì với một cái người khác không? Sau khi chia tay rồi thì anh này rất là lì, hầu như là tuần nào cuối tuần cũng xuống cái quán nước của mẹ em ở đầu hẻm á, ngồi đó uống nước rồi nói chuyện, nói chung là lấy lòng. Lúc đó thì chưa có biết tại sao lý do gì chia tay nên em xuống chơi, ra tới ngã ba ngõ và thấy em ngồi ngoài quán là đi vô nhà. Còn mà trường hợp mà gặp bất đắc dĩ thì mặt đối mặt thì không mắc giống như là đạo kiến nữa. Vậy hả? Không có quan tâm nữa. Chia tay rồi em ghét cái này lắm, nhìn mặt là không mưa. Nhưng mà em biết lý do tại sao mà Quỳnh chia tay em không? Em thì nghĩ lý do chuyện bạn nghe lời bạn, nghe lời bạn bè, bạn nào không nghe lời bạn bè, ý định cá nhân thôi. Không phải, bữa nay phải hai mặt một lời đi. Hai mặt một lời nói cho nó rõ luôn. Dạ thì mới có 17, 18 thôi mà quen vậy rồi sẽ sao nhãn chuyện học hành, với lại anh này thì cũng lười học, ham chơi nữa. Em cũng muốn là khuyên anh này học hành. Nhưng rồi mà trong cái thời gian quen nhau là em chăm lại, em học lại rồi. Mà chăm lại hả? Nghĩa là từ... Vì sao vẫn để cho cổ đòi chia tay mình? Em không biết lý do chứ. Nói thì bây giờ bữa nay nói lý do đi. Tại vì anh này chưa bỏ cái chiếc xe đó. Còn thấy còn đi đua xe. Thấy chưa? Chứ ra bao lâu? Khoảng 2 năm và tụi em bắt đầu quen lại. Lúc đó là Mạnh Ai có bồ à? Thì lúc đó thì em cũng có quen 2-3 đứa. Nhưng mà bóng của quả thì để trong trái tim em rồi. Sao nó yêu em mà quen nhiều rồi quá à? Thì quen để chở đi chơi, để nói chuyện lúc buồn. Chứ đâu có cảm giác gì. Hiểu. Tội, tội nghiệp đúng không? Chứ giờ bạn đồng trang lứa người ta có người ta chở sau lưng xe mà xe mình nẹt vô ngon lành, tự nhiên không có ai ngồi thì cũng kỳ. Đúng rồi. Sao không vùi đầu vô chuyện học đi cho nó hết thời gian? Tự nhiên đang thương bỏ quá, nhưng mà nói người ta nản, không muốn học luôn. Không vô. Không phải lấy lý do đó anh, thật ra tại vì anh này không muốn học. Lấy lý do là chia tay nên là bỏ học. Đâu có nói, mà quyết định không học thì ra học nghề. Nhưng mà lúc em chia tay bạn này á, thì lúc em có vùi đầu vô học hành không? Dạ thì vừa học vừa chơi, thư giãn thì cũng có quen thêm. Mấy anh? Dạ. Hai anh. Hai anh thì cũng đâu có nhiều. Đâu có nhiều. Bên này 3-4 thì bên này là 2-3. Thì quen với mức độ là bạn bè thôi, thì cũng chia sẻ đi ăn đi chơi cà phê thôi. Nhưng mà trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh của anh này. Trong đầu thì chưa có hình ảnh anh này, tại vì em nghĩ anh này là anh còn ham chơi còn nhỏ, em thì muốn quen cái người lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho mình. Vậy là lúc mà em biết bạn mình nó có người yêu khác á, thì lúc đó cái tâm trạng em sao? Em không có biết, tới cái lúc biết là vô cái ngày mà em rủ bà đi chơi á, tự nhiên đang ngồi ăn nhưng có cuộc gọi thoại hay bà đi về gấp thì em cũng trở về, là em đi vòng vòng chơi, vô tình bắt gặp leo lên xe người khác nữa đi nữa. Lúc đó nóng quá, tức quá rồi. Nhưng mà ráng kiềm chế, coi chừng nào có đi về. Nó cũng cỡ một tiếng sau thấy đi về. Thì lúc đó em chạy nhà bắt đầu gọi hội. Việc này cũng là một cái sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn của em thôi. Là em xếp lịch nhưng mà nó cận quá. Nó cận quá. Nên là khi mà đi để lịch đúng không? Dạ đi ăn với anh ấy về. Đang đi ăn thì anh này gọi điện, anh này nói là
tí nữa anh đi làm về anh sẽ ghé. Rồi em đầu chở về em nói là mẹ em có việc kêu về, thì em nghĩ là anh này đi về nên em không để ý. Xong rồi đi ăn khuya với anh kia rồi về. Xong rồi về vô nhà chuẩn bị ngủ rồi nhận được tin nhắn của anh này, nói là hồi nãy Quyền thấy rồi. Xong cái em mới cũng giả ngơ là nói thấy gì. Thấy Quỳnh đi chung với lại cái anh nào đó. Thì em nói rồi, xong rồi, kỳ này là tiêu rồi. Xong rồi lúc đó thì em gọi luôn. Gọi luôn bây giờ, nói thôi bây giờ giờ sao Quỳnh, một giờ một trong hai đi. Theo nhau 2-3 năm rồi, bây giờ không được nữa thôi, thua luôn. Quỳnh trả lời sao? Trong thời gian quen thì cũng có nhiều cái vui buồn. Thì em chỉ nhớ nhất là cái lần em bị bệnh cả tháng á, thì chồng em á ngày nào đi làm về cũng chở em đi bác sĩ chích thuốc. Đó thì em nghĩ đến cái sự chăm sóc và cái sự theo đuổi 2 năm trời rất là kiên trì. Dạ kiên trì. So với anh kia thì anh kia cũng quá nhiều tật xấu, thì cuối cùng em chọn chồng em. Lúc mà với cái anh kia kìa thì thấy anh nhiều tật xấu quá. Dạ. Cho nên quyết định chọn anh này. Rồi lấy anh này xong rồi anh này có tật xấu gì không? Trời, tật xấu nhiều lắm chị ơi. Trời ơi. Bây giờ mình để cái tật xấu nào xấu mà nhất. Nó nặng đô nhất. Xấu nhất đi. Nổi trội nhất đi. Là cái tính hay ghen. Rất là ghen. Ghen bừa bãi mà suy diễn. Em không ghen anh hả? Thôi, cái này mà. Kể cho anh ta trấn tụng đi. Ai ghen hơn? Chồng em ghen hơn. Chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu. Sao em ai cũng quen á vậy? Em không nói chuyện với người ta sao người ta trả lời lại em, giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. Chỉ có like thôi mà đã tìm hiểu kỹ rồi đó. Dạ. Thôi em đừng nghe Facebook anh nha. Vợ em ghen sao? Vợ em cũng ghen vụ Facebook. Thì em lên Facebook quen con gái nhiều. Bạn em thì em cũng chấp nhận thôi. Thôi hỏi mấy đứa này là ai sao em không biết. Thấy gái đẹp là ép ép. Phải lâm vào hoàn cảnh thôi. Hỏi tế nhị nè, chồng em mê gái không? Dạ mê chứ chị. Đàn ông mà. Đúng. Thì đàn ông hay mê gái. Nhưng mà em chấp nhận được cái mê gái của chồng em không? Chấp nhận được nhưng mà có sự kiềm chặt của em. Chị thì nghĩ đơn giản lắm. Giờ cuộc đời này xung quanh mình có bao nhiêu thứ mình cần phải hưởng thụ đúng không? Dạ. Ai mà không thích cái đẹp thì cái bông đẹp cũng nhìn vậy, đúng không? Dạ. Cái đầm của em mặc đẹp mình cũng muốn nhìn vậy. Cái đầu của anh Thuận nó lạ, mình phải nhìn chứ. Đúng không? Trên cái chuyện mà anh Thuận nãy nói đúng á, gái đẹp có quyền nhìn. Không có lý do gì mà để mà mình cấm cản hết trơn á. Miễn là mình tin tưởng nhau, mình chỉ cần biết được rằng sau khi nhìn tất cả con gái đẹp trên đời này, có một câu kết luận vợ anh là đẹp nhất. Ngoài cái đó còn có cái gì xấu nữa không cưng? Tính xấu thứ hai là rất là nóng tính, lâu lâu lại lôi chuyện quá khứ ra rồi nói với cái vẻ là rất là bực bội. Thật nóng lên, mặt đỏ như quan công, bắt đầu la lớn tiếng lên, câu có lại rồi hỏi bây giờ em muốn gì. Xong rồi em mà giận lời muốn gì? Em giận, em im, em không trả lời, lại chọc cho anh này càng tức lên nữa. Mỗi lần vậy có đập đồ hay đập em không? Có một lần cãi lộn, hù em đưa tay lên định xử em. Nhưng mà em đâu vừa. Mặt nè, ngon, nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô cái là ăn liền luôn á. Kiếm được liền luôn á. Rồi còn vợ em sao? Không chịu nấu ăn. Hay đi siêu thị mua đồ, đẩy tủ lạnh nhưng mà không chịu nấu. Hết đát, xong rồi đem dục. Tôi đoán là chưa có con đúng không? Dạ chưa. Phải không? Mai mốt có con cực nữa đó. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi gì không? Bớt ghen đi, bớt nóng tính lại. Phải nói chuyện nhỏ nhẹ, đừng có quy chụp vợ. Vậy hả? Mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Bớt đi chơi một mình nữa. Em đâu có đi chơi một mình đâu. Em rủ anh theo mà anh có công việc anh đi không được. Mà em lại thích đi chơi nữa. Ai mà rủ là em phải đi cho bằng được. Em không đi, em ở nhà em có tưởng tượng là vợ em đi trong nhóm đó có con trai đi theo không? Đi chơi phải có con trai rồi, nhưng mà đi chơi thì bỏ khóa máy luôn. Cả em bức lên nữa. Coi như cứ một lần đi chơi vậy là xảy ra từng đó câu chuyện đó. Dạ. Nó cho đi nhưng mà trong lòng bắt đầu suy diễn, suy nghĩ đó, suy nghĩ đó. Đi chơi nhưng mà vợ đi thì giận dỗi, nói là đi chơi mình này kia, giống như là mình có lỗi lắm. Nghĩa là ngoài miệng cứ đi đi, cứ đi đi. Nhưng mà trong bụng là me. Dạ, đúng rồi. Vậy thôi đó hả? Rồi em ước muốn gì nữa không? Em cũng ước muốn là sang năm thì hai đứa có được đứa con. Trai hay gái? Dạ, con trai đầu lòng. Em cũng giống vợ hả? Tại bữa giờ tàn ẩm con nít hàng xóm chơi luôn mà. Với nặng em bé hoài nó thôi em bây giờ mình
bớt đi chơi rồi mình đẻ đi. Vậy thì chị nghĩ vậy nè, em phải rủ chồng em đi thể dục thể thao nhiều nghe, nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái điều có lợi cho cả đôi bên. Thứ nhất là đạt được ước mơ là có con trai đầu lòng. Cái thứ hai trong cái quá trình đi tập thể thao chung đó, đó rồi tự nhiên thấy yêu nhau hơn, bớt ghen đi. Đúng không? Cái gì cũng chung nhau hết, về hai đứa cùng mệt nè. Rồi xong bắt đầu là chia sẻ công việc nhà cho nhau. Đúng không? Đó thì là tự dưng mọi thứ nó giống như là điều mà tụi em mong muốn cái sự thay đổi với nhau vậy đó. Cảm ơn hai.